Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 2 tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc đã diễn ra lễ hội đền Diên Cờ. Tham dự lễ hội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đền Diên Cờ được xây dựng trước thế kỷ 19, thờ thần Cao Sơn Cao Các và từng được các triều vua phong bày đạo sắc. Hiện tại đền còn lưu giữ các sắc phong của đời vua Cảnh Hưng thứ 8 1767, Cảnh Hưng thứ 28 1771 và Cảnh Hưng thứ 44 1783. Sắc phong thuộc triều vua Khải Định năm thứ 9 1924. Các sắc phong đều khẳng định Cao Sơn Cao Các là vị thần thành hoàng đã có công phù giúp cho nước, che chở cho dân. Tuy nhiên, trải qua các cuộc chiến tranh và những biến cố thăng trầm của lịch sử, đền đã bị mai một đi rất nhiều. Nhận rõ giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị tâm linh của đền Diên Cờ, nhân dân và các nhà hảo tâm đã tự nguyện đóng góp tiền của, công sức tiến hành trùng tu tôn tạo lại đền trên nền đất cũ khang trang hơn. Đền Diên Cờ hôm nay là một tổng thể kiến trúc tọa lạc trên khuôn viên khoảng 7.000 m², có tất cả 9 hạng mục. Toàn bộ công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, có kết cấu theo kiểu giá chiêng. Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng sáng nay hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại đền từ rất sớm để tham gia lễ hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng với các phần dâng hương và lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng đoàn kết. Dựa trên cái cơ sở nhận thức tôi về cái sự sống của quê hương và có thể nói của đất nước và rộng ra cũng thể của nhân loại nữa, đó đang tạo ra một cái sự phong phú của đời sống tinh thần, cái sự góp tâm linh cho mà cái này theo tôi nó ý nghĩa nó lâu đời lắm. Từ cái lễ hội Diên Cờ tôi thấy có một điều rất là phấn khởi, tức là cái bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc mà được nhân dân đã quan tâm rất lớn, từ những cái phục dựng lại các cái di tích di sản cho đến những cái tổ chức lễ hội. Lễ hội đền Diên Cờ năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian được tổ chức, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày đầu năm mới.